có đứa đã có chi bộ, chính điều đó đã khẳng định quyết tâm không để các bản làng thiếu ánh sáng của Đảng. Làm thế nào để gỡ đói nghèo ở bản tiếp tục là nỗi trăn trở của cấp ủy, chính quyền địa phương, bởi đã bao năm nay, con số 100% số hộ nghèo cứ gắn chặt với co đứa. Dù đã đạt nhiều tiêu chí trong số 19 tiêu chí nông thôn mới, nhưng tư duy sản xuất và điều kiện tự nhiên khiến co đứa không sao thoát được nghèo. Trong chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất, anh em tôi đã đưa dự án lên bản, sau đó là cử cán bộ chuyên môn, công chức chuyên môn để lên để trực tiếp hướng dẫn bà con và tiếp cận bà con, từng bước tuyên truyền, vận động bà con để chấp hành theo chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước. Chi bộ bản Co Đứa cũng xác định chỉ có phát triển kinh tế, đời sống người dân được nâng cao thì mới thay đổi được ý thức của họ. Không khai thác, đảng viên gương mẫu chính là người đi đầu, là hạt nhân, gắn kết, hỗ trợ. Chi bộ lãnh đạo sáng tạo, vận dụng tốt chính sách dân số, xóa đói giảm nghèo, đưa bản phát triển. Để thay đổi tập tục sản xuất, hơn thế là xóa hủ tục, xóa cái nghèo trong tư tưởng vẫn tồn tại đâu đó của người dân nơi đây. Không chỉ một cánh tay biểu quyết giơ lên là xong, mà cả một quá trình, bởi xuất phát điểm của Co Đứa rất thấp và với đặc tính người Mông, sinh sống ở địa bàn hiểm trở, phức tạp, chủ yếu là đồi núi có độ dốc cao, đường giao thông đi lại khó khăn đã ảnh hưởng không nhỏ đến phát triển đời sống, kinh tế còn thiếu bền vững. Theo chia sẻ của Đại úy Vừa Quyền Mua, cán bộ đồn biên phòng cửa khẩu Trường Khương thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La nhận nhiệm vụ làm phó bí thư đảng ủy xã Mường Sai, cũng là người dân tộc Mông. Anh Mua hiểu người Mông mình cũng khát khao hiểu biết, trọng việc học hành, luôn muốn tìm cái mới, nhưng hoàn cảnh tự nhiên không cho phép. Sống ở nơi đồi núi khô cằn, quanh năm chỉ trông vào một vụ lúa, một vụ ngô nên cái đói, cái nghèo vẫn đeo bám. Bởi vậy, khi về với Co Đứa, sự gần gũi với nhân dân để nói cho dân hiểu, làm cho dân tin là cách làm của người lính biên phòng này. Muốn làm tốt thì theo tôi cũng gần gũi bà con thì mới là tốt nhất. Chứ còn nếu mà nói để mà sách và là lý luận hoặc là bằng nghị quyết thì cũng khó. Nhưng mà theo tôi thì đối với tôi sống ở đây thì tốt nhất là cứ phải bằng thực tế. Cơ bản là cũng phải biết tiếng thì mới gần gũi được. Sau đó thì bắt đầu mới củng cố rồi là hướng dẫn cho bà con để làm ăn phát triển kinh tế. Thế xong thì cũng như chỉ sợ nhẹ ấy. Đã kia xong nó thì cũng kia là của tục khánh ra. Cũng cho tao tê bất cử này, tên ble. Thế xong nó thì cũng nhẹ thì hải kia thì cũng tao gây xía thế, giá cô xía thế. Con đường bê tông trải dài cùng với dự án được đầu tư gần 20 tỷ đồng uốn lượn quanh những sườn đất dốc đang xanh lên những gốc cà phê đi vào bản cho thấy quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền xã Mường Sai trong việc đẩy lùi đói nghèo lạc hậu của vùng đất 100% đồng bào người dân tộc Mông có đạo và chính những đảng viên với vai trò đầu tàu đang dần mang lại màu xanh ấm no cho vùng đất này. Đến nay, Đảng bộ xã Mường Soi có 17 chi bộ hoàn thành việc xóa bản trắng đảng viên nhờ những chi bộ thôn bản luôn đóng vai trò tiền phong trong lãnh đạo nhân dân các dân tộc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Mà xã biên giới Mường Sai đã giảm tỷ lệ hộ nghèo được từ 3 đến 4% mỗi năm. Cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc đoàn kết vươn lên thoát khỏi đói nghèo. Trong thời gian qua ấy, về công tác phát triển đảng gắn với cả công tác xóa đói giảm nghèo, sau khi mà thành lập được các cái chi bộ của đảng bộ thì cái công tác mà tuyên truyền và cái vai trò của người đảng viên trong cái công tác mà tuyên truyền vận động bà con xóa đói giảm nghèo là rất là quan trọng. Và trong thời gian qua là cũng qua những cái buổi quán triệt các cái chỉ thị nghị quyết cấp trên thì mỗi đồng chí đảng viên cũng rất là gương mẫu và tuyên truyền bà con nắm bắt tâm tư nguyện vọng của bà con để cùng bà con thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo. Hiện nay là có một số cái mô hình là đảng viên trẻ làm ăn phát triển kinh tế giỏi để lan tỏa đến các cái đảng, đến các cái tổ chức, đến các cái bản khác
để quần chúng học hỏi và làm theo. Kết quả xóa đói nghèo ở Mường Sai hôm nay có được là nhờ sự nỗ lực xây dựng, củng cố, hoàn thiện hệ thống chính trị cơ sở, từ đó giúp cho việc triển khai, thực hiện nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước đi sâu vào đời sống của người dân vùng biên sông Mã, Sơn La. Cán bộ đảng viên ở cơ sở là lực lượng có vai trò rất quan trọng đối với việc phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, cũng như là cái việc xóa bỏ các cái tập tục lạc hậu ở các cái địa bàn. Do đó thì trong những cái năm qua gắn liền cái việc phát triển đảng ở các cái địa bàn thì Ban Thường ủy cũng tập trung lãnh đạo chỉ đạo để nâng cao cái chất lượng đảng viên ở đó, và với cái vai trò đi đầu của cán bộ đảng viên cơ sở thì cũng đã trở thành những tấm gương giúp cho nhân dân trong cái việc phát triển kinh tế xã hội và xóa đói giảm nghèo cũng như là xóa bỏ các cái tập tục lạc hậu. Đổi thay trên vùng biên cương Mường Sai hôm nay đã khẳng định khi ánh sáng của Đảng soi đường đói nghèo, lạc hậu mới từng bước lùi xa, đời sống nhân dân được ấm no, hạnh phúc. Thành công ấy càng làm sáng rõ hơn một điều, khi Đảng hiểu lòng dân, dẫn dắt người dân vượt khó sẽ tạo được niềm tin và động lực khơi dậy khát khao vươn lên xây dựng bản làng ấm no.